cảm ơn tất cả các anh chị vẫn chiến thắng. Năm thứ hai của chúng ta vẫn thuộc về đội của các anh các chị có những cơ bắp to như con chuột nhắt. Rồi bây giờ các anh các chị có thể nghỉ ngơi trong phòng 5 phút, chúng ta bước sang trò chơi tiếp theo. Trò chơi thứ hai, em đảm bảo là trò này sẽ không tốn nhiều sức như trò vừa rồi, và trò này cũng khá là thú vị ạ. Anh ơi.